Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chứng kiến hãng hàng không Bamboo Airways đã ký thỏa thuận lựa chọn động cơ và gói bảo dưỡng cho tàu bay Boeing 787-9 trị giá khoảng 2 tỷ đô la Mỹ với GE. Nhân dịp này, Bamboo Airways đã công bố mở đường bay thẳng hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời ra mắt tổng đại lý chính thức và ký thỏa thuận lựa chọn động cơ và dịch vụ bảo dưỡng cho dòng máy bay A320neo với CFM International. Đây là bước chuẩn bị tiếp theo sau khi Bamboo Airways được Cục An ninh Vận tải Mỹ cấp phép loạt chuyến bay thẳng hai chiều đầu tiên giữa hai nước, dự kiến vào đầu năm 2022, và tiến tới mở đường bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên giữa hai quốc gia.